Trong thời gian qua có những thông tin về việc doanh nghiệp đang truyền thông và quảng bá là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được chính phủ cấp phép để kinh doanh dự đoán kết quả về thi đấu bóng đá và thể thao có thưởng do đó bộ tài chính nhấn mạnh cho đến nay bộ chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và cho đến nay bộ tài chính cũng chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế do đó cơ quan quản lý đề nghị các cá nhân và tổ chức thận trọng nâng cao ý thức và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá của những nhà đầu tư này